tập trước thì Harry Potter đã cởi chổi và dí theo để bắt bằng được cái chìa khóa bằng vàng để mở cánh cửa. Nhưng mà vì cái phòng nó nhỏ quá mà tối thui nữa, Harry Potter bị đụng đầu mấy lần luôn, cái đầu sưng một cục tròn do. Cuối cùng cũng lấy được cái chìa khóa bằng vàng. Ok, tuyệt lắm Harry Potter. Để Hermione đi mở cửa cho. Hy vọng trong đây có hòn đá phù thủy. Rồi rồi, cửa mở rồi, vào thôi, vào thôi. Nhanh lên nè. Wow, cái gì vậy? Ồ, đây là cái bàn cờ vua. Mà đây là ai đặt sẵn một cái bàn cờ thế rồi nè. Mấy bạn có biết không, bàn cờ thế là đặt sẵn các thế cờ khó. Rồi cái thế cờ này á, mình muốn chọn đội bên trắng hay bên đen gì cũng được. Rồi mình chọn xong thì mình sẽ giải. Mình giải được cái thế cờ mà mình thắng cái đội còn lại á, thì cánh cửa mới mở ra. Trời ơi, có bạn nào biết chơi cờ vua không vậy? Nào là con hậu nè, con tượng, con tướng, con mã, con chốt, con xe. Giờ biết đánh sao đây ta? Ron có biết chơi không? Mình không có biết chơi. Harry Potter thì có chơi được mấy lần. Trời ơi, đây có chiếc xe, có bốn bánh xe nè. Con hậu là cái cô tóc ngắn này nè. Còn con tượng là đứng hai bên bảo vệ cho ông vua. Ông vua là con tướng đứng giữa nè. Con mã là con ngựa. Con chốt là những cái con mà đội nón giống như lính nè. Rồi, để mình cởi ngựa mình chơi cho. Cái này chắc cũng dễ thôi gì. Trời ơi Ron, bạn không biết chơi cờ vua mà sao bạn nói dễ? Thì mình thấy có con ngựa nè, thì cởi ngựa thôi. Rồi, đợi mình. Con ngựa của mình sẽ chiến đấu với con ngựa bên đây. Yeah, quốc chưa? Có lên ngựa màu đen. À, trời ơi, con ngựa của mình bị rớt, gãy rồi. Trời ơi, tiêu rồi, mình bị mất một quân cờ rồi đó. Cẩn thận. Để mình, ở bên đây có chiếc xe nè, chắc leo lên xe là được chứ gì. Ủa sao mình leo lên hoài không được vậy? Rồi mấy bạn xích ra, để Harry Potter leo lên xe và xử con chốt nè. À, con hậu của bên đội trắng tiến tới rồi. Ai dạ. Rồi con xe của mình đã bị tiêu rồi. Không sao, đó là mưu kế của mình đó. Mấy bạn hãy coi mình đây. Con tượng của mình sẽ ra và tấn công. Yeah, Harry Potter hay quá vậy. Bạn dụ hả? Bạn dụ cho con hậu đi qua hả? Chứ sao? Ý, nhưng mà bây giờ bên mình bị thiếu người quá à, giờ phải làm sao đây? Không sao, để mình. Tuy là bên mình thiếu quân cờ hơn, nhưng mà mình đã có cách. Hãy xem kìa, hậu bên mình đây. Yeah. Ôi, hậu của mình đã tấn công được vào con tướng rồi. Yeah. Liêu, thua rồi, liêu. Yeah, vào thôi mọi người ơi, nhanh lên, cánh cửa mở rồi kìa. Ây da, đợi mình bị trượt té rồi. Nhanh lên, không còn kịp nữa. Hả? Sao các ngươi lại thắng vào đây nè? Ôi, cái gương thần ảo ảnh vẫn chưa bị hủy hả? Ôi, cái gì vậy? Hả? Sao trong túi mình lại có viên đá phù thủy? À, thì ra ngươi đang giữ viên đá phù thủy hả? Ha ha, thật ra ta không phải là thầy trong trường này, mà thầy của các ngươi đã bị ta nhập linh hồn vào rồi. Ta chính là chúa tể bóng tối. Hôm nay ta quyết tâm ta sẽ lấy được viên đá phù thủy, và lúc này ta sẽ khôi phục lại sống bất tử luôn. Ê, Harry Potter, cẩn thận. Cái phép thuật đầu lâu xanh đó là khi đụng vô người mình là mình sẽ bị chóng mặt và không dùng phép thuật được trong vòng vài giây luôn á. Hả? À, ghê vậy. Để xem lần này ai tới cứu ngươi. Ngươi đã không bị té ở trận phiên cầu. Bữa đó ta niệm thần chú cho ngươi bị té đó, nhưng mà nhờ thầy độc dược ổng cứu ngươi đó. Hả? À, vậy là bữa đó mình hiểu lầm thầy rồi. Tưởng thầy độc dược ghét mình chứ, ai nhà thầy đã cứu mình. Yeah, hay quá. Mình dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Mình sẽ dùng phép thuật của tên phù thủy hắc ám này đánh ngược trở lại. Kìa, nó bay ra kìa. Yeah, ổng đã bị trúng rồi. Ổng chóng mặt rồi kìa, mình nhảy qua thôi. Dùng siêu năng lực của vết thẹo ở trán. À, nóng quá, trời cái gì vậy? Đó là phép thuật mà mẹ của Harry Potter đã truyền lại cho Harry Potter đó. Nó mạnh lắm, khi chú tể phóng tớ mà gặp cái phép thuật này là sẽ bị
tuyệt chiêu của mẹ Harry Potter mà. Ý, ông đã cho lửa bao xung quanh rồi, không cho Harry Potter bay tới gần ông đó kìa. Ông có tính ba cái tim ba mạng lận. Ý, ông đã bị trúng phép thuật của ông đó rồi. Ông đang nhắm mặt kìa, phù thủy bóng tới, ngươi sẽ bị tiêu diệt. À, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Ta sẽ phá hủy mọi thứ xem ngươi có nhảy qua đây được hay không. Trời, lửa không mà Harry Potter ơi. Anh cẩn thận nha. Ây da, nóng quá, nóng quá. Trời, tụi mình chưa học phép thuật gì hết, làm sao đánh lại với phù thủy bóng tối. Nhưng mà mình tin chắc rằng ông ấy là ở đội rắn. Mình ở đội sư tử. Đội rắn là đội hắc ác, lòng dạ xấu xa. Người ác sẽ luôn thua người hiền lành thôi. Ý, ông chóng mặt rồi kìa, mình chạy qua. Rồi, lọt rồi. Harry Potter, cẩn thận. Bạn hết Lego để hồi sinh rồi đó. Trời ơi. Mình nói rồi, lúc đi á, lo lượm Lego đi không chịu. Để giờ lỡ có gì sao lấy Lego mà hồi phục đây. Ý, kìa cái đầu lâu kìa. Ây da, hụt rồi. Mình phải dùng cái đầu lâu màu xanh của ổng bắn ra để mình chiến đấu trở lại. Ây, nóng quá. Bây giờ ổng không phóng phép thuật ra mình đâu có đánh này được. Cẩn thận. Kìa, ông phóng ra kìa. Đánh trở lại. Ông đang trong mặt kia, chạy qua. Tên phù thủy độc ác kia, hãy đi. Cái tay của ta. Ngươi xem đây. Cái tay của ta. Con trai của mẹ giỏi lắm. Harry Potter, cẩn thận. Xỉu. Người đánh với ta mệt rồi nên xỉu chứ gì. Sao không lấy được con cá phù thủy vậy? Tại vì ngươi là linh hồn mà, đâu có thể xác đâu mà lấy được. Không biết khi nào Harry Potter với thầy phòng chống nghệ thuật khắc ám tỉnh dậy đây nữa. Thầy, con chào thầy hiệu trưởng. Con đã tỉnh rồi hả? Chào Harry Potter. Thật ra thầy phù thủy hắc ám này á, ổng hiền lành lắm, mà tại vì ổng bị linh hồn của chúa tể bóng tối nhập vô nên ổng ác vậy đó. Thầy, con bảo vệ được hòn đá phù thủy nè. Con giỏi lắm. Thôi ta sẽ hủy nó, bởi vì nó rất là nguy hiểm khi rơi vào tay người xấu. Các con giỏi lắm, ta có phần thưởng cho các con nè. Đây là kẹo phù thủy, ăn vô có thể biến thành con này con kia. Hoặc là ôi trời ơi, thầy ăn trúng cục kẹo ở đó kia. Các con giỏi lắm, các con đã được tốt nghiệp và được lên cấp 2. Yeah. Các bạn ơi, vậy là phần 1 về bộ game Harry Potter bằng Lego đã hết rồi. Đã kết thúc một chương trình cấp 1 của Harry Potter. Phần 2 tụi mình sẽ chơi khi Harry Potter lên cấp 2 đó. Nhưng mà Lucy không biết các bạn có thích coi nữa không, cho nên nếu video này mà đạt được 500.000 view thì Lucy sẽ làm tiếp phần 2. Mấy bạn nhớ xem và chia sẻ video này nhiều. Để đủ số lượng view thì Lucy sẽ làm tiếp phần 2. Trên phần 2 vui lắm, tại vì học cấp 2 rồi, có nhiều trò vui và quậy phá rất là dễ thương luôn. Nên xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Video này sẽ hướng dẫn các bạn chơi và khám phá thế giới phù thủy đầy phép thuật của Harry Potter cực kỳ hấp dẫn. Khi các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký thành viên kênh nhé. Nhớ mua bản quyền chính hãng để giúp đỡ những nhà phát triển game, giúp họ ra những game hay hơn nha.